Vlog Măng Tây Xanh xin chào con và các bạn nha. Hôm nay là mình dẫn bà con và các bạn đi tham quan, tham khảo cái cách lên vàng, lên dây đợt 2 của mình. Cái măng tây này của mình là được 1 tháng 25 ngày tuổi nha, cho nên là nó rất là cao rồi. Nó cho nên là phải căng dây đợt 2. Đây. Đó. Dây là lúc mình kéo dây thì mình kéo mình bỏ nè, mình xuyên qua cái cây mình kéo hai cọng cho nó nhanh nha bà con. Nó thấy cái cách kéo không? Đây mình chỉ cho bà con tham khảo luôn. Đó. Và đây đi mình lại mình coi mình tham quan cái cây của mình ha. 1 tháng 25 ngày tuổi. Đây, đó. Nó rất là cao nha, cái này là mình đã làm cỏ trên luống rồi. Đó. Mình làm cỏ mình xử lý coi mình làm cỏ rồi tỉa luôn rồi. Nó rất là cao, rất là đẹp. Đây bà con thôi coi nè. Đó. Không? Cây măng của mình 1 tháng 25 ngày tuổi. Đó. Rất là mập, rất là cao nè, cho nên là mình bắt buộc mình phải lên dây đợt 2. Khi trồng á là mình đã căng dây đợt 1 rồi. Đây đó, ngày hôm nay nó cao cho nên mình phải bắt buộc phải kéo dây đợt 2 cho nó để mà mình giữ nó lại, nó không bị đổ ngã. Đúng, thấy không? Nó rất là xanh tốt không? Đây rất là cao luôn nha. Rồi đó, mà con theo chân mình đi để mà tham khảo cái cách lên dây nha. À. Khi mình kéo là đây mình để hai cuộn dây như thế này, mình kéo rất là nhanh, kéo một lần hai cuộn luôn. Đó, dây tại dây mình là phải đi dây kép nha, dây đôi nha. Cho nên để mà mình kẹp mình giữ cái măng tây của mình lại không có bị đổ á. Rồi nó bị đổ rồi, nó cái này nó bị gãy ra nè mày. Đợi một tí mình kéo nó lại, sửa lại. Chỗ này lại cho cô đây. Nó đây, cái này mình cũng chỉ nè, mình làm một cái móc ha, làm một cái móc để mà mình giữ hai cái đầu ấy lại, hai cái đầu của cái cuộn lại. Nó bắt đầu mình kéo thôi, đây nó không bị đổ ở ngoài, mình kéo nó, các bạn thấy không, kéo rất là dễ đâu, không bị gối nữa. Đây rồi, một người nắm ra đầu dây này là kéo vòng qua thôi nha. Rồi lại này, bạn tham khảo luôn cái đường này là nữa, mình làm trên rồi và sau này mình cho sạc khỏi với sạch luôn nha bà con. À, đây mình lại mình tham quan cái cây của mình nè. Cái này hôm mình mới vừa xử lý mà phân bón lá là chủ yếu là sinh học. Nó làm cây hôm nay nó bắt rất là tốt, rất là cao luôn. Đây các bạn coi ha, đây nó cho nên này, anh thấy không, nó 1 tháng 25 ngày tuổi nha bà con. Đây có cây nó cao 1 mét mấy luôn nha. Đó, mà đây bà con thấy nó phát triển tốt không, măng tây của mình nó chuẩn không. Cái này là mình mới vừa tỉa xong luôn, mình chừa chỉ 3 cây thôi, nhưng mà cách này mình mới vừa làm cỏ xong khoảng chừng 10 hôm thôi, nhưng mà nó đã lên nó đâm măng thế này rồi, tùm luôn, mình phải tỉa lại nữa. Ừ. Con thấy không, nó rất là xanh, rất là đẹp phải không, nó cao ghê hồn không. Rồi đây cô đang kéo luôn này, mình nắm hai dây này thế này ha, nó mình kéo. Ừ. À, mình thấy không, kéo rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đây nó mình cao ghê hồn không. Ừ. Đó, thấy là xong thôi. Nó kéo xong. Ừ. Rồi, bà con theo chân mình ở đây là xem bên đây là cái cách để mà lên dây. Ừ. Tham quan thấy không? Đó, hôm nay là tham quan tổng thể luôn nha. Đó, bà con thấy đẹp không? Chỉ có mới 1 tháng 25 ngày thôi. Đó, mà nó lên cao và đẹp bắt thế này luôn. Của mình cái vườn của mình là 4 hecta nha. 4 hecta. Đây, cái này là trồng sau. Cái này là mình trồng không có trồng một lượt được, tại vì mình số lượng lớn cho nên là cái phía bên mình chia ở đây mình chia làm 4 khu, 4 hecta chia làm 4 khu. Và cái khu đầu tiên của mình trồng á, đây khu đầu tiên mình trồng là phía bên đó, thẳng với màn hình con thấy không? Bên đó là mình trồng trước.
trồng trước bên đây, bên đây khoảng tầm 10 ngày đó, cho nên bên đó nó rất là cao và mình cũng đã lên dây rồi nha. Bên đó thì tầm 1 tháng 2 tháng mấy rồi, và bên đây thì mới có 1 tháng 25 ngày, bên đó thì hơn 10 ngày thì có tầm 2 tháng 5 ngày thôi. Nhưng mà bên đây thì mình cái cách lên, chỉ cách lên dây cho bà con cho nó dễ. Cái này thì đi tham quan là chi tiết luôn đó, bà con thấy không, đi thông cảm, mình quay bằng điện thoại nó cũng hơi rung tí, bà con thông cảm giùm. Mà chịu khó, bà con chịu khó theo dõi đi, mình chỉ cho trực tiếp luôn. Nếu bà con nào mà chưa từng trồng đó và muốn có ý định trồng thì có video này mình chân thực đó. Mình hướng dẫn chi tiết luôn. Đây, con thấy không? Đây, lại đây là đang quán dây nè. Cái cọc này nè, mấy cái cọc này nè bà con, là mình nếu mình chuẩn á là mình đổ cọc xi măng nha, đổ cọc xi măng hoặc là trụ sắt hoặc là trụ cây to. Nhưng mà do nếu mà ví dụ như mình cái chi phí của mình chưa có thì mình cũng có thể sử dụng mấy cái này, là ở đây là em sử dụng bằng đọt le cho nó giảm cái chi phí. Khi nào mà cái này thì mình ít nhất thì mình sử dụng cũng được 1 năm đó. Nhưng mà ví dụ như mấy cái đầu nè, quan trọng mấy cái đầu cọc này nè, mình tưới này kia thì nó dễ một con, tại nó chịu lực 4 đầu cọc này, thì mình ví dụ như cây nào gãy thì mình đóng mình thay vô thôi. Khi nào mình thu hoạch rồi á, mình có vốn rồi, có đầu ra rồi đó, lúc đó thì các bạn đổ trụ bê tông luôn cho mình ha. Đó, bà con đổ trụ bê tông giùm em luôn ha. Còn cái này thì cái tham khảo này là cái giá rẻ nhưng mà nó chuẩn, đặt là hiệu quả. Này là giảm chi phí cho bà con thôi đó, bà con thấy không, này quấn vô. Và cái dây này á thì bên em là sử dụng cũng bằng dây cước nha, à, dây cước. Còn nếu mà bà con nếu mà muốn chuẩn nữa thì lấy loại dây cước trắng, dây cước đặc á, dây đó thì nó tốt, nhưng mà thứ nhất cái này nó khó làm hơn, thứ hai á nó khó làm hơn cái này, nhưng mà nó được cái là nó bền và nó cứng. Mà cái kia thì chi phí nó cao lắm, cái này thì nó rẻ. Này, nghe thấy không? Rất là nhanh, rất là dễ làm, phải không? Nó quấn vào một nụt là mình kéo đi thôi. Nó vòng qua một nụt rồi kéo. Nó sau này nè, khi mà mình kéo này để làm gì? Cái này nè, mình hai cọng dây luôn. Thứ nhất là mình làm nhanh nha. Thứ hai nữa là lúc cái mình lên mình kẹp cái, mình giữ cái thân của cái măng tay này lại của mình này, mình chỉ cần mở ra cái tay này, nó lấy tay mình thôi, vuốt nhẹ thôi, nó mình lên là nó có thể giữ lại, nó kẹp nó giữ lại như thế này ha. Mà khi mình lấy hai cọng dây thế này nè, là có thể nó giữ cứng lại được, nó không có đổ, nó không có rộng ra nào, nó không có đổ đổ qua đổ lại. Mà các bạn cứ yên tâm nha, cái này đó thấy gì mà nó không có cứng đâu, không có kẹp hư cái cây của mình, không có làm tổn thương cái cây của mình đâu, mà đừng có lo. Mà đây nó đỡ, nó giữ lại. Thay vì mình ấy hai cọng dây hai bên cái này, nó hai bên này thì nó cái độ này sẽ bị rộng đi, cái cây sẽ rất là dễ đổ qua đổ lại và nó làm chậm hơn cái này. Cái này mình có thể làm một lần hai dây được ha. Nó cái này là theo cái kinh nghiệm riêng của em, thì bà con nếu thấy được thì cứ tham khảo. Nó thấy không, cây hôm nay nó rất là bắt nha, bắt nó tốt nha, xanh mà xanh luôn á, còn thấy không, rất là đều. Và theo chân của em thì bà con qua đây xem phía bên đây, bên cái lô đầu tiên của em đây là khu bên kia, là khu này là khu C, còn khu A là em trồng trước cái bên đây là khoảng 10 hôm. Bên đó là đã lên dây rồi và đã tỉa rồi nha. Ở đây bà con qua đây bên đây xem cái vườn 2 tháng 5 ngày tuổi của em. Ở đây. Đây, em chia làm 4 khu nha. Mỗi khu của em ở đây 1 hectare. Đây, bên đây thấy không? Đó. Bên đây của em là được 2 tháng 5 ngày tuổi. Nó rất là cao luôn nha. Điều em mới vừa xử lý cỏ, làm cỏ xong bây giờ nó lên nữa, nhưng mà
mình chịu khó mình làm khoảng 2-3 đợt thì lúc đó cái cây nó cao rồi thì nó che cái nắng xuống thì mình sẽ bớt cỏ thôi, mà con yên tâm chịu khó đầu mình làm kỹ nó, đừng có cho nó cỏ này kia nó có bông, nó sẽ rụng xuống thì nó lên lên nhiều, thì mình cứ xử lý 2-3 lần này nó sẽ bớt đi. Mình còn thấy không, này bên đây là mình lên dây rồi hết rồi nha, tại nó này là trước lên dây rồi hết đây, mình còn thấy không. Rồi đây bên này cũng, em cũng đang cho làm cỏ nha, đây em nó tỉa rồi nè. Đây vô còn vô coi chi tiết trong luôn đó, măng rất là mập luôn nha. Đây nó bụi măng 2 tháng 5 ngày tuổi. Này em chưa làm cỏ, chung em mới chỉ làm dưới đây mới mới xử lý cho làm cỏ đường giữa và em cho chuẩn bị làm ở trên luống luôn nha. Nhưng làm này là cũng mấy đợt rồi ạ. Này mà còn thấy không? Cái măng của em. Cái này nó cao cỡ 1m1, 1m1, 1m2, 1m1 luôn rồi đó. Đó. 2 tháng 5 ngày tuổi. Chừa đúng 3 cây thôi nha bà con. 3 đến 4 cây là cùng nha. Này cái măng nó. Đây, mình tỉa hết đi. Nhìn thấy không? Đó. Cây em nó rất là to luôn đó. Đây. Này mình còn thấy không? Này, cái ngón tay út của em nè, nè nhìn nè. Nó nó bằng muốn bằng nửa ngón tay út của em thôi. Cây này là cây mẹ nha. Đó. Mà mỗi một lần mình tỉa thì cái cây nó sẽ nhân đôi và nhân đôi lớn lên thôi. Mỗi lần tỉa là cây mẹ nó sẽ nhân đôi lên. Ví dụ như cây này cây đầu tiên nè. Đầu tiên của em nè ha. Cây này cây trước cây mẹ nè, đó. Là sau này em sẽ tỉa cái này. Và cây măng nó lên em tỉa cái này, ví dụ mấy cây măng này lên nè. Đó. Em sẽ tỉa mấy cây này đi. Này giữa mấy cây mẹ, giữa mấy cây to mấy cây mẹ này lại. Nhọn thấy không? Đây vậy, thằng kẻ luôn nè. Ví dụ như bây giờ cây măng này ha. Đây cây măng sau này lên nè, nó làm chừa cái này chừa làm cây mẹ. Còn mấy cây trước thì mình tỉa mấy cây nhỏ này đi, chừa 3 cây thôi. Thấy không? Đây. Rồi, đây là em giới thiệu cái giới thiệu hướng dẫn cái cách lên dây hai, và em theo chân em thì em sẽ chỉ cho bà con và các bạn làm cỏ và tỉa đó nè, chính là cái tỉa cây măng của mình sau. Rồi.